Hello mọi người, hello mọi người. Hello. Mọi người buồn ngủ chưa? Dây. Đánh lên. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Đây, Toki. Thành Thỏ xin chào mọi người. Hiện tại thì bây giờ là vừa mới đi giải cứu thế giới về. Cứu được cũng nhiều người đấy. Bọn anh vừa về đến công ty, chưa kịp tẩy trang này. Hello mọi người. Hôm nay đã có ai xem phần trình diễn của Unify tại MTV chưa? Cái này là mình nói xong rồi một lát sau nó mới thấy cái bình luận đúng không? Đâu thấy ở cái như thế chậm hơn một tí rồi. À xin giới thiệu mọi người, đây chính là bộ giáp của siêu anh hùng chiến binh mùa đông Thành Thỏ. Mình cũng có giáp nhưng mà mình đã bị lấy rồi. Bị cướp mất giáp, bị cướp mất giáp rồi, bị rơi đồ rồi. Không, môi này không phải anh, sao môi anh tự nhiên thế thật mà. Mọi người hãy xem bộ giáp của Thành Thỏ nhá. Rồi, 1 2 3 Thành Thỏ. Đấy. Để làm một cái dáng của siêu anh hùng xem nào. Khi nào ra bài khóc bằng nụ cười. Có phải là ngày 3 tháng 11? Hình như là ngày 3 tháng 11 sẽ ra bài khóc bằng nụ cười nha. Cũng tại vì hôm nay cái bộ giáp này nó nóng quá. Nhảy xong một bài là toát hết cả mồ hôi rồi. Chuyện hai đứa lần đầu gặp xôn xao. Hôm nay có bao nhiêu người đến xem Unify diễn nhỉ? Này, hát 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 một đoạn phục vụ các bạn đi. Hello anh. Hôm nay các bạn có đi xem MTV không? Hỏi xem MTV không ai trả lời nha. Bây giờ còn sớm mà, anh vẫn chưa ngủ không? Vì anh còn đang rất là sung, mới vừa diễn xong. Livestream còn ít view hơn Tùng Sơn.
đang phải ngồi ở nhà để chuẩn bị nhận một nhiệm vụ mới. Giải cứu Sài Gòn. Giải cứu Sài Gòn. Sài Gòn đang thất thủ nên phải giải cứu Sài Gòn. Chắc phải cho tí music nhỉ. Mọi người thấy để tóc đen đẹp hơn hay là để tóc màu đẹp hơn? Nãy nực cười quá hả hai anh? Nực cười quá ấy. Sao nực cười là sao? Hôm nay diễn có 2 bài thôi à? Hôm nay diễn có 2 bài thôi. Tóc đen đẹp hơn phải không? Thế thôi, không nhuộm nữa nha. Cứ để tóc đen đi ha. Sắp tới quay MV để tóc đen ha. Mọi người thích Unify để tóc đen hay là để tóc màu? Tóc đen này nhìn nó gọi là sao nhỉ? Lãng tử phải không? Đen đấy. Kêu người Bắc nhưng mà lại lai Nam. Nói chung là thể loại nào kêu cũng nói được. Tiếng gì kêu nói được. Tóc màu nhìn trong lắm. Nghe là bây giờ vẫn còn đang loát cái đoạn nói chuyện tóc đen luôn. Thật đấy. Thế ai đọc rồi đấy. Bắt thấy chưa, bắt đầu loát rồi. Sao lâu ấy. Bây giờ mới đến đây rồi à? Có gì để được không nhỉ? Đẩy nắp được. Đổ đấy. Sơn vào mặt giáp đi cho nó. Giáp đâu? Giáp hình như là dài rồi. Cái này nó đang đọc comment chưa? Cây ô đen không đẹp. Nhìn đẹp. Cây ô tốt nhất là nên để tóc tím thì nó đẹp. Thật ra là tại mọi người chưa quen nó ấy. Anh thì anh để tóc nào cũng đẹp rồi. Đẹp bình thường. Để tóc nhìn tương lại quá. Thật sự bây giờ hey yeah. Anh mà nói giọng miền Nam thì không ai ngửi gì đâu. Ví dụ một dạo câu miền Nam để anh nói. Câu miền Nam nhỉ? Một ví dụ một câu ấy. Từ từ nha, để suy nghĩ nhé. Nào.
Đâu, đâu, đâu. Chết gì rồi? Làm gì? Giờ nói đại câu nào đi cũng được. Thì nói lại câu vừa rồi đi. Em phải nói một câu giọng miền Nam không anh? Giọng miền Nam luôn hả? Giọng Nam phải không? Nói đi. Cái gì? Nói gì ạ? Giọng Nam phải không? Giọng Nam phải không? Giọng Nam phải không? Chắc được không? Anh nói được mà. Cũng có năng khiếu đấy. Nhưng vẫn chưa gọi là đủ trình. Giọng Nam phải không? Thật ra anh không gầy đâu. Mà bởi vì do anh mặc cái bộ đồ này nhìn... Thật ra không phải cây ô gầy mà tại anh đô quá. Đây nhìn bộ giáp này thì làm sao mà anh sánh lại được với bàn tay trần trụi này của anh. Phải bóc ra. Được, có trò, có trò thì chơi cho đỡ buồn ngủ không? Anh buồn ngủ lắm rồi. Anh đi ngủ đây. Đâu, vẫn nhanh mà đúng không? Vẫn theo kịp mà. Kịp mà đó. Chứ chỉ bị chậm tầm khoảng 3 giây. À, mọi người nhớ ngày mùng 3 sẽ có một cái bài ballad mang tên là Khóc bằng nụ cười của nhạc sĩ Đỗ Hiếu nha. Và bài hát đấy Toki sẽ rap nha. Và Toki cũng là người viết rap nha, nhớ nghe nha. Khóc bằng nụ cười. Khóc bằng nụ cười nha. Bây giờ mọi người thử giải thích cái nghĩa mà cái tên bài hát mà khóc bằng nụ cười tức là có nghĩa gì được không? Mang giải thích niềm tin rồi. Bài đó là cái hơi khó. Khóc bằng nụ cười là như này này. Thật ra ghi tắc là kết bạn và nói chuyện. Không bằng nụ cười. Đấy, thằng khóc thằng cười gọi là khóc bằng nụ cười đó. Không, sau khi anh vừa về rồi. Sau khi bọn anh diễn xong thì công ty đã đưa bọn anh lên xe rồi về luôn rồi. Bọn anh vẫn phải đang mặc bộ giáp này để chờ chủ tịch về có một cuộc họp quan trọng. Bọn anh chuẩn bị nhận một nhiệm vụ mới. Và sắp tới thì mọi người đừng quên là vào ngày 30 tháng 10 Unify sẽ có một show diễn tại trường Văn Hiến. Nhớ Sơn nói với Thành. Ở đâu? Là Cún nhớ Sơn. Kìa, Cún nào nhớ Sơn kìa. Ở đâu nhỉ? Ở đâu quên. Ê, để hỏi lại không? Lâu không tập gym mà bụng hơi mỡ thì tôi cứ cài vào đi ha. Alo alo, đây là admin Unify, xin chào các bạn. Alo alo. Còn tụi thì in bắn không? Có ai biết chơi trò in bắn này không? 1, 2, 3 xong rồi bắn. Được rồi. 30 tháng 10 thì Unify sẽ diễn tại trường Đại học Văn Hiến ở nhà Âu Cơ đấy. Tối 30 tháng 10. À đúng rồi, mọi người có biết cái bài hát đang bật là của ai hát không? Của ai hát đấy nhỉ? Nhật Minh. Nhật Minh. Đó chính là cậu bé Nhật Minh. Và mọi người nhớ nhắn tin ủng hộ cho cậu bé Nhật Minh nha. Nhớ nha. Nhớ tôi làm sao? À, nhắn tin là sao nhỉ? Quên rồi. Từ từ. Đúng rồi, cấp 3 anh học Gò Vấp ấy. À, mọi người gửi không... À đâu, mọi người soạn tin nhắn 06 gửi 7357 để ủng hộ Nhật Minh nha. Nào. Chết hết cả. Đó. Thứ 7 ra.
bạn. Được. Đây là bìa báo học trò của Unify. Hoa học trò nha. Lần thứ 7. Đấy chết. Ôi. Đây. Dạ rồi. Ừ. Nhớ mua và xem nha, nhớ nha. Thứ 7. Thứ 7 nha mọi người nha. Thế này. Đó xong rồi. Không hát được khóc bằng nụ cười nha. Sao lại không được vào Văn Hiến nhỉ? À bây giờ chơi trò này. Cả hai thằng làm mặt ngầu xong rồi thi xem đứa nào cười trước đứa ấy thua. Không chớp mắt đúng không? Đứa nào cười trước thì không được chớp mắt luôn. Không chớp mắt. Ok. Cười trước là búng tay nha. Cười trước bị búng tay cái nha. Mấy lần đây? Một lần thôi nha. Một mặt ngầu rồi. Từ đếm đi ạ. Một tranh thủ nhắm mắt. 1, 2, 3. Đưa tay. Nào từ từ. Đưa tay nghe. Lại. Đưa lần nữa. Đưa tay. Mặt quên. Làm gì quên cái gì thua. Phải không chơi là phải nói bắt đầu chứ. Anh bảo bắt đầu rồi đi. Bắt đầu rồi. Thua rồi. Mọi người nhá, mọi người nhìn búng ạ. Để siêu nhân búng rồi là này không phải là chịu. Không khoan nhượng đâu Sơn ơi. Mày gần vào mới nghe tiếng cốp của cái tai hiểu không? Đau lắm ạ. Ôi chơi tiếp. May mắn đấy. Sao? Rồi. Bởi vì em đang bị đau mắt. Ừ. Không thể nào mở mắt lâu được. Cho nên bây giờ mình sẽ bỏ cái mắt đi. Chơi cười chớp thôi. Ôi chớp mắt đấy. Ừ đúng rồi. Chơi cười không được. Cười thua nha. Cười thua đúng không? Ừ. 1, 2, 3. Sợ thì bạn phải lỗi. Nhẹ thôi. Chơi ai chơi động đậy. Mày chơi mày đầu mày cái lắc cái này thì ai mà thắng được. Chơi mày đứng im một chỗ hiểu không? Động đậy là thua luôn. Hiểu chưa? Thôi ai thua. Đã giao luận đâu. Quên. Phải giao chứ. Đờ động đậy là thua nha. 1, 2. anh ơi cho mọi người chiêm ngưỡng cái tai của nó. Tôi không thể chơi trò này. Anh ơi. Nào từ từ đã. Từ từ đã nào. Phải chuẩn bị đấy chứ. Rồi vào đi. Nào đàng hoàng nha. À, trời. Không chơi nữa. Rồi, quân tử chơi hai ván thôi, thua là thôi. Thắng hai ván rồi tớ không chơi nữa. Thế mình lỗ nhỉ? Lẽ ra mình phải chơi tiếp rồi. Đưa cái tay. Đưa cái tay cho xem. Màu nó khác màu mặt luôn. Màu. Hai màu khác nhau. Đấy, thương kêu rồi đấy chưa? Đây là anh làm cách này để mọi người thương mày nhiều hơn được không? Anh sẽ đóng vai làm kẻ xấu cho. Anh sẽ đóng vai ác. Thế thì em cũng làm kẻ xấu cũng được. Toki sẵn sàng đóng vai ác. Các bạn đã bình chọn cho Nhật Minh như thế nào? Kể thật xấu của Libby.
Lippy kể thật xấu của anh à? Nghe thấy tiếng của em. Admin. Nó vẫn đang xoa tay. Kìa, phục thù đi anh sói kìa. Không, thật ra thì quân tử quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đây là ở đây nó cho anh bắt nạt thế thôi. Nhưng mà tắt mày xuống là tí kiểu gì nó cũng búng lại anh. Ác như anh thế. Đau đấy. Vẫn chưa hết đau ạ. Sợ thật. Thôi, thế là chào các bạn đi ha. Bây giờ thì Junify chuẩn bị phải đi giải cứu thế giới tiếp rồi. Cái công việc này của siêu anh hùng là không bao giờ mà được ngủ buổi tối rồi. Và buổi đêm là cái giờ mà nó hay xảy ra những cái gọi là ghê gớm nhất. Mà đêm nay là nhiệm vụ của Junify. Thôi, mọi người ngủ ngoan nha. Mơ gì thì mơ nhưng mà đừng có thằng khác trong đó nha. Thơm chán các uni gái. Mơ lúc hai thằng là hơi mệt. Bye. Nào. Bye đi. À nhầm, bye mọi người. Bye nha. Mọi người ngủ thật là ngon và hãy dành những giấc mơ tốt đẹp cho Unify. Ok. Mơ bye gì thì mơ người. Nhưng mà đừng có thằng khác trong đó nha, nhớ nha.